Ừ. Có hải có hiếu được. Lộ 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 gì vậy? Bỏ chắc là cái cái buồng dừa đó để ra ngoài đi, Hiếu. Quay hết từng người mà ở. Ủa đất quên nữa. Không, này đất có chủ có sổ hết rồi đó. À. Mình được quyền sở hữu đất nào cũng của nhà nước cái đó, nó đừng nói đất của mình, mà nhà nước nó không có không quyền sử dụng thôi. Đúng rồi. Tranh thủ chứ lấy sáng sáng sớm là lại rồi. Rồi ok, làm. Rồi lấy. Không, đúng rồi, tại thường ngày á nó phải tranh thủ lấy nhanh chứ mấy ngàn buồn ngay mấy ngàn bình. Không có về trong hàng tuần vậy. Rồi xong. Rồi bỏ bẩn. Rồi bao lại. Rồi ok. Cái bịch nào cái cuốn nó ngắn quá rồi, lấy cái bịch nào mà cái cuốn cho nó dài dài xíu đi. Đây em cầm cho. Ok, rồi. À.
không em. Ờ, anh quay luôn rồi đó nhưng mà khó sao thấy được. Mình lùi lùi lại phía sau mình chỉ vào cái bịch mình nói chờ đúng không? Không không mình. Ờ vậy đó, ừ chỉnh rồi, chỉnh. Rồi hai anh nói chuyện chỉ với mình. Bạn nó chửi không? Cái dụng cũng cũng có. À cũng có đúng không? À. Cái này chắc cũng mới được khai, nhìn là biết khai được bao lâu chứ. Rồi làm. Lấy lại. Rồi gõ đi, gõ đi, gõ gõ đi. Rồi mình đổi chỗ, rồi mình đổi chỗ. Đổi chỗ, đổi chỗ, đổi chỗ. Đi đi đúng rồi, ba người đi luôn. Ừ ừ. Rồi rồi. Không đồng thời cái túi sách giải á. Áo xíu đi. Đi xuống đây mà áo sơ mi giống thùng này kỳ quá. Wow, cảm ơn mẹ em luôn. Cho nó dỗ cửa. Trời. Nó đèn đèn nó khoái buồn rồi. Giờ mới thấy. Chịu hết nổi rồi. Chưa đắp. Rồi tiến đi qua. Chậm nha. Làm cái bụng cái kỳ lắm á. Rồi đứng giữa hai bạn đó luôn là ok. Ê chưa nào. Ôi trời ơi, có muốn cái cá của em đâu.
nữa hả? Dùm được hả? Dùm rồi, cẩn rồi. Chỉ qua đây nè, chỉ qua phải nè. Đúng rồi. Cầu này hết luôn. Coi như là mình làm việc xong á. Bốn người mình đi theo đoàn luôn cho nó đẹp nha. Mình chậm thôi. Má đủ rồi hả? Chắc đi làm đây phải. Rồi dính tay lên. Đúng rồi. Rồi nhìn xung quanh. Nhìn qua trái qua phải đâu đó. Đúng rồi, chậm thôi. Cao xíu. Đúng rồi. Lỗi ra. Đúng rồi. Đó. Chân đạp vài bước đi. Để quay cái chân đạp cho nó sình nó lúng á, quay sình lúng đó. Đúng rồi nó. Vậy đó, đó đúng rồi. Rồi coi đi. Rồi mình đi bộ lên xíu cho dễ đứng. Rồi đứng giống như nãy giữa lại ba người nói nha, tiến lên xíu đi. Rồi mình đổi cảnh xíu, anh tiến lên luôn. Lên. Tiếp nhận tốt. Và có một cái nữa là sản phẩm của mình là thơm và ngon. Nhưng mà mình kiểm soát tốt hơn á thì sao? Thì đó, nói chung là có những tín hiệu tốt tích cực, nói chung là cũng hy vọng là mình đồng rồi xong.